Cam có vẻ là hơi mờ một chút nhưng mà hôm nay thì tối rồi ấy, nên là mình sẽ ăn bánh nha. Đấy. Đây bánh gạo khá là ngon. Đấy, bóc ra này. Đây mọi người nghe này, tiếng giòn của nó này. Mở bé ra. Giữa bánh này bánh gạo nhỏ. Bánh này thì nó làm từ bột. Giờ các cắn nhiều bạn sẽ biết rồi. Đấy. Tưởng nói là nó đứng nhàm chán. Làm luôn cái bánh nữa nhỉ. Đây. Đấy, à cho đây đi nhá, không cắn luôn. Nó vụn ra nhà. Nó cũng rơi khá là nhiều ra ngoài đấy. Mình thắc mắc là nó lại ăn có no không? Ra mình nghĩ là nếu mà mọi người ăn cả gói thì sẽ no, ăn một hai cái thì không no một lắm. Nó ngấy. Ngấy được khoảng tầm không? Đây người ta gọi là một cái. Từ xưa đến nay thì nó cũng cho cái sữa đường vào đây. Chảy rất là nhiều. Và cả bên cạnh đây nó có hơi là đây. Đấy. Đây xài. Ăn cơm cùng mình nhá. Hôm nay thì cơm này. Đấy cơm rau rất là nhiều luôn. Đấy. Ăn thưởng thức luôn. Nó rất là tốt cho sức khỏe. Cơm rang. Để cho tao tao lưu bú này. Đây cơm cháy.
Thế thì ngon thì ăn đi. Đây cái loại thường thì loại rau này mang đi nấu thôi. Nhưng khi em nấu xong đảo trộn vào củ cơm. Đấy, ăn vậy là no. Buổi tối mình chúc mọi người buổi tối vẻ, cũng là đầu tháng có nhiều may mắn sức khỏe nhé. Đấy, mình bật đèn ngồi trong cái căn phòng của mình đấy, nó cách cửa khoảng tầm cái giường nó cách cửa hơn 5 phân thôi đấy, được chắc phải từ 10 phân đấy, cũng gần thôi mà. Đây, ví dụ mình ở đây và cái cư giường ở đây không, mình cách xa từ đây, mình đưa tay thế này là tới đấy, ngồi cái này còn đưa tay tới đấy, mọi người hiểu ấy. Leo sang ao dung lúa ở bên trên ăn nước lắm, mình đi lấy nước uống cái đấy nha. Đấy, hẹn gặp tất cả anh em mọi người ở những cái video tiếp theo. Lắp cái dây sạc vào trong kia cái củ đã đấy, củ đang gắn vào cái đèn livestream để cho nó sáng thế này, chứ thực ra là nó rất là mờ nha, nó cứ chấm 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 ấy, bây giờ hiện tại còn chấm chấm này đúng không. Đây mình sẽ dùng cái chảo này. Wow. Đấy, để mình đặt đặt đậu lên cho mọi người chiêm ngưỡng của mình nha. Đây. Wow. Có vẻ là đậu giòn rụm rụm thế này tí mình sẽ ăn. Em gái mình chắc là không ăn gì. Đây mọi người thấy không, ui có lẽ là mình ăn ăn hết luôn không cho nó ăn, bởi vì là nó lười lắm, nó không chịu làm việc. Wow, oh my god, giống mùi đậu luôn, trời ơi. Tối tí từ từ đây, mọi người nhớ đón xem video để có thể là nhận được cái video tiếp theo mình ăn cái này với lại cơm nha.
mình không ăn không được, bởi vì ăn không nó không ngon với ăn cơm đâu. Ok. Đấy, mình cười như thế thực ra mình không vui cho lắm đâu, bởi vì là cái này nó rất vui. Trời ơi, mọi người nhìn thấy không ạ? Đấy, ngon thế này cơ mà. Thế mà em gái mình nó chê đấy. Chê đấy mọi người ạ. Chê. Nhiều khi nó chê đấy. Đấy. Ui, suýt nó thì rơi. Mình đang muốn nó rơi đấy, nhưng mà thực ra nó không rơi. Từ từ. Để quay video cho khán giả các bạn xem chứ nhở. Các bạn xem thật là nhiều chứ mọi người nhở. Đấy, thật là nhiều luôn đấy. Đấy, mình nói thực ra mình không học theo cái gì đâu, mình nói nhiều. Mình thường thì thấy đậu này thì mình không thích nói thêm chữ sờ đâu mọi người ạ. Đấy, cái chữ sờ đấy là nó thêm vào nhiều. Thực ra mình không thích thêm cái đấy đâu mọi người ạ. Đấy, đậu này thì được sản xuất từ ở trong làng mình và được bà nào đó ấy, chở đến đây thường xuyên luôn. Mình xuống là mình lấy với giá là 50.000. Thực ra là nó bán 5.000 thôi, 5.000 bìa. Thực ra 5.000 đậu là đắt đấy, ngày xưa bán có 3.000 hay 4.000 thôi. Đấy, ra chỗ đấy mua thì chỉ có 4.000. Đấy, trên thành phố vẫn có 3.000. Vẫn có đậu nhỏ 3.000, nhưng chỗ mình làm to, nhưng cái này không đến nỗi to cho lắm đâu. Đấy, nhìn vậy thôi. Đấy, mọi người ngon không? Cùng mình thưởng thức thôi nào. Thì mình mới đi học về. Bây giờ thì chúng ta cùng đón xem cái video này. Mình đi múc mì lên ăn đấy nhá. Rồi. Đây là tận 12 giờ trưa rồi đấy. Sắp 12 rưỡi rồi, công nhận thời gian nhanh thật đấy. Múc mì lên ăn nha. Tên 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 đây. Bây giờ thưởng thức luôn nhỉ.
trứng đây này. Đấy, rất chi là ngon. Thì đây, thì nạc luôn. Mở cái âm TV được tí nhá, xem cái TV. Ngon phết đấy chứ nhỉ. Ngon tuyệt vời luôn. Cứ vậy nóng thì mới ngon. Công nước đã chín nhỉ. Ăn cái này thì nóng nóng thì mới ngon, rất là ngon luôn. Thank you.
gọi là, thế đây gọi là xem một đoạn TV mà quảng cáo mấy lần. Chắc phải để lại ít canh căn cuốn. Cái này mình thả thêm tí tương ớt vào ngon phết. Thank you.
Vậy là ngon rồi. Đây thực ra nhiều lúc nó nóng lắm.
giòn gần sập luôn. Người ta như là nhà không vào ấy. Thank you.
Chờ mình chút nha. Thế này mình rất có hiểu luôn. Thank you.
Có cho thêm cái gì đen đen thằng cho nhìn cũng chả nhìn như họ ổng không nó mà cái cổng còn thằng giáo thì ngồi kiếp cái này mặn lắm phần này không nói nhưng mà cầm một tay một đống luôn rất nhiều
Tiền tóc tóc này. Thì thích nhiều lúc khóc than thôi bảo quay xong cái video này là đi học tiếp này, trường là học tuần lấy đó buồn ngủ luôn mà thôi đi đến để đi bắt buộc là phải đi mai đi vào được. Thank you.
Mỏi thế nhỉ? Ông kể kể liên tục mà TikTok làm sao ấy, ơi trời ơi.
Một ngày thì nó cũng trôi qua rất là nhanh luôn, mình công nhận là như thế. Giờ mình bắt rồi, mình có việc phải đi. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo. Mọi người nhớ ấn nút chuông đấy nhá, để thông báo video mới đến mà mọi người đón chờ video nhá. Bây giờ đi thay quần áo em, không đi học đã. Yêu. Yeah. Sắp phải lớp đến nơi rồi. Mỏi nhỉ? Hơi lười lười tí nhưng mà vẫn phải đi thôi. Thì mình mới đi học về. Bây giờ thì chúng ta cùng đón xem cái video này. Mình đi múc mì lên ăn đấy nhá. Rồi. Đây là tận 12 giờ trưa rồi đấy. Sắp 12 rưỡi rồi, công nhận thời gian nhanh thật đấy. Múc mì lên ăn nha. Tên 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 đây về thưởng thức luôn nhỉ. Chấm lên đấy, rất chi là ngon. Thì đây nạc luôn. Cái âm tivi được tí nhá, xem cái tivi. Ngon quét đấy chứ nhỉ.
ngon tuyệt vời luôn. Cứ vậy nóng thì mới ngon. Công nước đã chín nhỉ? Ăn cái này thì nóng nóng thì mới ngon, rất là ngon luôn. Bố mình gọi mà thế đây gọi là alo. Mới đi về. Hạnh đi rồi. Có. Đang ăn.
Ôi, xem một đoạn TV mà quảng cáo mấy lần. Chắc phải để lại ít canh canh cuối. Cái này mình thả thêm tí tương ớt vào ngon phết. Vậy là non rồi.
Ở đây thực ra nhiều lúc nó nóng lắm. Chậm người. Dạ vâng, sập luôn.
Người ta nghe này, nhà không vào ấy. Vẫn chạy thank you.
Chờ mình chút nha. Cái này mình cũng có việc luôn. Mạnh quá. Nhấp. Vừa dính vừa mạnh luôn. Thank you.
Nó có cho thêm cái thịt đen đen. Bằng cho nhìn chả nhìn ngon như họ không nó ngoài đấy có rồi cảm giác kiểu ngon yeah. Kiếp cái này mặn lắm. Phần này không nói nhưng mà cầm một tay một đống luôn. Rất nhiều
Tiền to tốt này. Thì thích nhiều lúc các bạn thôi bỏ quay xong cái video này là đi học tiếp này, trường là học tuần lấy do buồn ngủ luôn mà thôi, ý kiến này đi bắt buộc là phải đi, mai đi vào được. Thank you.
Mỏi thế nhờ. Ông kể kể liên tục mà cái TikTok là sao ấy, ơi giời ơi.
Một ngày thì nó cũng trôi qua rất là nhanh luôn, mình công nhận là như thế. Giờ mình bắt rồi, mình có việc phải đi. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo. Mọi người nhớ ấn nút chuông đấy nhá, để thông báo video mới đến và mọi người đón chờ video nhá. Bây giờ đi thay quần áo, anh không đi học đã, đi đâu. Sắp phải lớp đến nơi rồi. Mỏi nhỉ, hơi lười lười tí nhưng mà vẫn phải đi thôi.